tiền. Mê dại khiến ta điên cuồng, đồng tiền mà quái khiến ta mệt nhoài, chẳng biết ngày mai. Vì tiền mà đôi khi ta đã dối gian lọc lừa, vì tiền mà giờ đây ta đã chuốc lấy niềm đau. Tình yêu đang đến với ta vì ta hay chỉ vì tiền? Mọi người cười vui với ta vì tiền hay vì ta? Đã luôn sâu trong vùng này tội lỗi, có lẽ nào ta đã đánh mất nơi ta. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta quên đi công ơn mẹ cha. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta đã đánh rơi ra đi. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta chẳng biết ai mà nãi bè. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta. Trời ơi, trời gì mà nóng quá. Tưởng anh khá hơn rồi chứ. Thất vọng tràn trề. Anh đang nghĩ gì câu nói của em? Em khiến anh bận tâm hả? Mệt mỏi thì có. Đồ quỷ, tưởng không biết giỡn chứ. Nhưng mà một ngày á, em nói cả ngàn câu vạn từ. Biết anh để ý điểm nào? Em nói là trái tim nào cũng giống nhau, chỉ có tình yêu là khác thôi, phải không? Ừ, quá đúng còn gì. Sao Anna thì đặt hết tình yêu cho tụi nhỏ. Còn... không phải là em luôn nghĩ không tốt về Serena hả? Nhảy vô họng rồi. Để vậy nè, nhảy đi. Chưa nói hết câu nhảy vô họng người ta. Còn tình yêu của Tư Tây á, thì rõ ràng là dành cho lửa thần và đám cái gọi. Không đúng. Tư Tây yêu chính bản thân hắn thôi. Thông minh đó. Tóm lại á, là hai người này hả, là một cặp đôi hoàn hảo. Serena thì vì cộng đồng sống thanh bạch, còn Tư Tây sống xa hoa trụy lạc. Hai người hả, thực chất ra là những kẻ đối đầu. Hả? Đúng rồi, em hiểu rồi, họ đối đầu với nhau. Đi, đi với em qua nhà quan khùng. Đi, nhanh lên. Nhanh. Nhận tin thì nhắn lại, đừng làm anh lo.
Đau em. Đừng bỏ em nha. Sẽ không bao giờ. Anh là người đàn ông duy nhất của em đó. Từ nay trở đi, gặp bất cứ chuyện gì, em phải nói với anh một tiếng nghe. Đáng lý ra mình làm phi vụ này sớm hơn, tự nhiên giờ thấy thú vị quá trời luôn. Giờ mới có dịp. Em đợi xong khóa học của em đúng không? Không, trước đây anh cứ rong chơi hoài, đi cùng anh có gì thú vị đâu. Đây là điểm bất hứng cho buổi trưa hôm nay đó nha, tự nhiên đi ăn với mấy thằng trẻ đối tác à. Anh mà còn cằn nhằn nữa em bỏ về đó. Em đi chơi riêng với anh như vậy không thấy ngại sao? Có gì phải ngại chứ. Thì mình ở chung phòng, tuy là không làm gì hết, nhưng mà người ta sẽ nghĩ sao? Lo cái gì, trước sau gì thì em cũng lấy anh. Thiệt hả? Chỉ cần anh ngồi vô cái ghế phó tổng. Khó quá. Ráng lên. Rồi làm ăn thất bát hả? Còn phải hỏi. Vậy mới lạ. Lạ gì? Cũng tại mày không á. Trời đất ơi. Nè, muốn vu dạ tôi hả? Dạ cái gì mà dạ, chứ không phải hả? Tao mà không bán thông tin cho mày á thì đời thằng này đâu có khổ như vậy. Hả? Con này. Nè, bị khùng thiệt rồi hả? Sao? Hay là bữa nay mà bị đèn đỏ. Sáng mặt tay với đèn đỏ gì? Bực dễ sợ nữa. Thằng cha nội thiên sói á, đưa ra quyết định á, muốn bán thông tin gì á thì phải thông qua cho chả. Chả phải duyệt cái này cái kia. Mà thông qua cho chả rồi á thì tao làm ăn cái gì nữa? Ra là vậy. Mà thôi, mở bỏ nghề đi là vừa. Dí đã khẩm tiền rồi thì ăn chơi cho đã đi. Còn lại mẹ, trời ơi, giờ ông vậy chứ không phải vậy đâu. Tao còn nợ ngân hàng đó. Trời ơi, nói xui xẻo không à. Nói xui vậy á, đừng có qua đây nữa. Đi về đi. Nè, đi thì đừng tiếc nghen. Không thèm. Mà nghĩ cũng tiếc thiệt. Tụi này đành phải qua nhà lão Kỳ Nhông để mua hàng. Biết đâu giá là mềm hơn. Đi anh. Quý khách đi đâu mà bội ba vang. Đà bược chân tới đây rồi. Thôi thì, minh ngồi xuống, uống miệng nước, ăn miệng bánh, minh tấm tinh. ngồi sướng đi ông bà nội. Sợ quá à. Thằng cha bảy lửa này khôn thấy mồ à. Trời ơi, không ai có thể biết được, đoán trước được thằng cha bày trò gì tiếp theo luôn á. Vậy mới phải mua thông tin chỗ mở chứ. Ngu quá. Trời ơi, thằng thiên sói á, nó cũng tham gia vô cái vụ này. Làm vậy chẳng khác nào mình gián tiếp giúp nó tìm ra kho báu. Nếu như mà không nói sao hắn biết được? Tôi khổ thiệt mà. Tôi không thể không nói được. Trời ơi, thấy thằng cha này khờ thiệt hay là khùng thiệt. Thiên sói, ổng đâu phải là thiên thần bay giật giờ quanh đây đâu mà sợ ổng biết. Anh nghĩ là chắc có lý do gì đó. Thấy không? Thấy người ta nói không? Nghe người ta nói đi. Cái gì cũng phải có lý do trong đó hết trơn á. Nghe cho kỹ nè, thằng cha thiên sói á là nó nham hiểm lắm nha. Nó tung ra giang hồ á là thằng quan khùng này nè chịu toàn bộ biến cố xảy ra trong giới xã hội đen thành phố này. Thậm chí mà cái gì liên quan đến kho báu cũng là thằng này luôn, thằng quan khùng này luôn. Ê, có chuyện đó hả? Sao không có? Chưa nói nha. Tôi chỉ cần manh động cái gì hay là bà thấy nghi ngờ tôi cái gì là lập tức cho đàn em gông cổ tôi về nhà liền. Nó tra khảo tôi, coi như tôi là tội phạm, còn nó là công an vậy đó. Tôi mà giải thích không rõ ràng là cắt cổ tôi luôn. Trời ơi, điên rồi.
điên hết rồi mà. Bởi vậy tôi mới từ chối mấy người là vậy đó. Vậy kéo lại làm gì? Thì nói nào ngay, phải không? Giang hồ thì cũng phải có nghĩa khí đúng không? Đối với ông Bảo này á, cỡ nào tôi cũng phải giúp đỡ ông hết trơn á. Mà tự hứa với bản thân mình là sẽ giúp ảnh với bất cứ giá nào hả? Chứ sao, giúp anh Bảo thì bằng mọi giá cũng phải giúp anh Bảo. Cho nên khi giúp anh Bảo thì phải có giá. Bó tay với mợ à? Trời ơi, yên tâm đi, có giá là đúng rồi. Nghe nè, thông tin tôi sắp bung ra được gọi là tuyệt mật, là thâm cung bí sử. Kỳ Nhông hả? Bỏ đi, Kỳ Đà xuất hiện hả? Cũng như không mà. Cho nên vì vậy tôi gọi nó là thông tin siêu bí mật. Bí mật của anh không liên quan tới tôi. Ngược lại, tôi muốn lấy bí mật này để đổi lấy tình cảm. Nếu như anh từ bỏ Linh Trúc, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện này thì anh đã mất công rồi. Linh Trúc không thích hợp với một kẻ ích kỷ, bắt cả hai tay như anh. Anh biết gì về tôi mà nói như vậy? Anh vẫn đang quen cô gái khác đúng không? Phải. Vậy sao không buông tha cho cổ nữa? Thứ nhất, tôi không hứa hẹn gì với cổ. Tôi chỉ là bạn thôi. Tôi không tin. Không tin là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Thứ hai, cho dù có như vậy, tôi cũng không muốn cổ yêu anh. Lý do? Bởi vì con người của anh sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cổ. Thứ nhất, tôi có thể. Thứ hai, chính anh mới là người không có tâm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ kể cho anh nghe những bí mật đó. Cô ơi, cô ơi, cô mua giùm con tờ báo đi cô. Bộ tôi già lắm hả? Gọi lại nghe coi. Dạ, em xin lỗi chị ba. Tại hôm qua tới giờ em chưa ăn gì hết trơn á. Em đói bụng quá à, nên qua mắt hết trơn. Vậy hả? Dạ. Với lại trời sắp tối rồi mà em còn ôm nguyên đống báo luôn đó chị. Chị mua giùm em đi, không thôi là em chết đói luôn á chị. Vậy hả? Chị. Chờ chút. Dạ. Ăn cái này nè, đủ hai bữa. Em không có xin đồ bố thí. Vậy thì thôi. Chị ba, chị ba, chị ba. Chị ba, ít nhất cũng mua giùm em tờ báo cho chị ba. Không, nhiều chuyện quá, không mua đâu. Mua gì cũng được mà không mua báo. Chị không biết chữ hả? Khùng hả? Nghĩ sao mà nói vậy vậy? Hay ba chị là nhà báo? Ba 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 báo cái gì? Chị ba đang tính trốn tránh cuộc đời, còn đọc báo làm gì? Chị đi tu hả? Thì cứ coi như vậy đi. Chị tu bên đó phải không? Thì cứ coi như vậy đi. Vậy thì chị phải càng mua báo nữa. Mày đúng là khùng á. Chị ba mới là khùng á. Chị có biết là dạo này mấy tên yêu rau xanh hay rình mò mấy cái chỗ này lắm không? Với lại xinh đẹp như chị nữa. Dẹp đi. Em nói có sách mách có chứng. Đây 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 đây, ngay trong số báo này có đăng luôn. Nếu chị biết đọc là chị coi đi. Chị coi rồi chị sẽ thấy. Ơi, ngay cái trang nhất luôn. Chị không đọc phải không? Em đọc cho chị nghe nè. Công an vừa tóm được một con yêu rau xanh tấn công một cô gái trẻ. Hắn đã từng hiếp dâm giết chết một cô gái trẻ. Tối qua đã tấn công một cô gái. Cô gái này mạng lớn lắm nha chị. Chưa kịp hiếp dâm thì đã bị các chiến sĩ công an bắt tại trận. Chị thấy ghê chưa? Bộ báo ghi rõ vậy hả? Dạ, còn nữa chị, để em đọc. Cô yêu rau xanh á, rình cô gái nhưng mà bị công an rình lại. Khi mà hắn lôi cổ vào khu vực rừng thông
thì đã bị mấy anh công an bám sát vào. Chỉ còn chậm chút xíu nữa thôi, tưởng đâu là tiêu đời rồi. Chị, cái này mới là quan trọng nè. Em nghe đâu cái thằng bị sida đó chị. Em thấy ba má cô đó chắc tu nhân tích đức dữ lắm. Hên quá chị ha. Chị ba. Chị ba. Chị ba. Chị sao vậy? Không sao hết. Còn mấy tờ? Dạ hơn chục tờ. Để chung hết cho. Ôi tuyệt quá. Cảm ơn chị ba nhiều nha. Ý đem lượm, đem lượm cho. Nè. Ô. Em cảm ơn chị. Mai thiệt. Ảnh mà đọc được cái này á, dám ảnh đuổi mình về luôn á. Không dám nghĩ. Cũng trễ rồi, mình phải về thôi, không thì ảnh bị đói. Chơi nhanh nha. Chắc là anh đợi mình sốt ruột lắm đây. Đã bao nhiêu lần dặn á là phải để đèn sáng rồi mà. Đen ơi, em về rồi nè. Anh Đen. Anh Đen ơi. Anh sao vậy nè? Anh Đen. Anh Đen ơi. Đen, anh bị sao vậy Đen? Anh bị sao vậy Đen? Liên, Liên, trả lời em đi Liên. Bớt người ta, cứu người, có ai không, cứu người. Liên, Liên ơi, tỉnh lại đi anh, tỉnh lại, tỉnh lại đi anh. Chùm chìa khóa nằm trong ngăn kéo cuối cùng, nhưng nếu muốn đèn sống sót, hãy ở lại ngôi biệt thự này cho tới khi nhận được chỉ thị tiếp theo. Ngăn kéo. Hoàng Yên. Anh về khách sạn, sao không thấy em vậy My? Em đang ở đâu? Em có việc gấp phải về. Sao em không điện cho anh? Em sợ anh bỏ cuộc giao dịch. Em đừng có nói điên. Chuyện này nhỏ xíu à, hãy coi như là em thay mặt ba anh thử thách anh. Khùng. Anh nên học cách cân nhắc hơn thiệt, nặng nhẹ. Cần phải tập trung vô việc quan trọng nhất. Alo, anh có ở đó không? Với anh, em là người quan trọng nhất. Em muốn anh quan tâm tới việc nào đó, người nào đó hơn em. Xin lỗi, anh không thể làm được. Cho tôi về Sài Gòn. Dạ.
ba hả? Anh này nào ở đâu? Nó đang ở đây. Anh thế nào rồi? Nó đang ngủ. Vậy anh có sao không? Nó đã quen rồi, không có chết được đâu. Bà thật là ác độc mà. Cho con đi với một thằng đâm thuê chém mướn, bị HIV mới là độc ác đó. Chưa chắc là anh đã nhiễm. Bà không cần quan tâm, nhất định phải tách con ra khỏi nó. Muộn rồi. Nếu như anh nhiễm thì con cũng đã nhiễm. Nếu như vậy, ta sẽ lóc thịt nó, quăng xuống sông cho cá ăn, sau đó giết cả thằng Sám. Vậy bây giờ con làm theo lệnh ba là được chứ gì? Ba anh là Hồng Vũ. Ừ, vậy thì sao? Chính ba anh là người đã sáng lập ra Lửa Thần. Cái gì? Chính ba anh là người đốt lên ngọn lửa cháy suốt từ đó tới giờ. Đại Mắt Ma, Bảy Lửa, Thiên Sói sẽ vĩnh viễn là những gã giang hồ quen nếu như không được gặp ba anh. Tại sao lại bỏ về khi chưa ký hợp đồng chính thức hả? Con không muốn làm nữa. Vậy thì mày muốn gì? Đi. Đi đâu? Đi thiệt xa. Con muốn đi du lịch cũng được. Đã bất công thì làm một vòng châu Âu đi. Con không định sống ở đây nữa. Cứ cân nhắc trước khi quyết định chính thức. Ba luôn ủng hộ con. Đang bị thương có nặng lắm không? Anh sẽ qua khỏi. Có vẻ như anh không chắc chắn. Tương lai không tốt đẹp gì cả. Thiền sói dễ dầu gì mà cho con của mình lấy đen. Ngay cả cửa dì Liên cũng còn khó nữa là. Về chăm sóc cho ảnh đi. Khi nào anh tỉnh, tôi sẽ quay lại. Coi chừng cái đầu của anh á. Thiên sói dễ dàng để cho anh giúp tôi lắm hả? Không quan tâm. Tôi sẽ bỏ tất cả, chỉ cần em. Lấy được kho báu rồi tính.
lá bài trống tại sở cảnh sát chính là con đường tắt đi tới đích. Không cần phải nói với tôi, tôi với cậu dựa trên niềm tin để kết bạn. Nếu như cậu muốn chiếm kho báu làm của riêng thì đã không nói cho tôi biết sự thật. Có chừng tình bạn quá mất vợ đó nghe. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi hiểu rõ con người của cậu. Cậu biết chỗ giấu kho báu nhưng chưa tới lấy, chắc chắn là có lý do riêng. Ông đúng là hiểu tôi đó. Kho báu có giá trị rất nhỏ trong kế hoạch liên quan của tôi. Một khi kế hoạch này đã thành công, tôi sẽ chia cho ông nửa thành phố này. Cô tới đây làm gì? Vào trong đi rồi hẳn nói. Biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình cô đây sao? Cô có muốn mua không? Tôi để cho giá bèo. Tôi chỉ muốn đặt giá trên sự tự do của cô thôi. Cô khùng hả? Cô nhận lệnh của thiên sói qua bển học xong khóa học, sau đó ở lại định cư. Má cũng thiệt là. Không biết á, là nói cái chuyện đó với người như cô để làm gì? Cô buộc phải làm theo để Đen được sống. Ba cô sẽ giữ lời hứa là không giết Đen, nhưng hắn cũng sẽ vì cô mà chết. Im đi. Không đời nào thiên sói tha thứ cho Đen sau những gì mà hắn đã làm. Cô im đi. Ngược lại, Đen cũng không đời nào chỉ làm con tin để thiên sói khống chế, điều khiển cuộc đời của cô. Bởi vì hắn yêu cô còn hơn cả bản thân của mình. Vậy thì tôi phải làm sao? Nói đi. Tôi phải làm sao? Tôi có một kế hoạch. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện nếu như cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Cô nhận ra tôi từ khi nào? Tới giờ, nếu cậu không khẳng định mình là con trai của Hồng Vũ thì tôi cũng không dám chắc có nhận lầm người hay không. Tôi cảm thấy cô rất thân quen, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Ba tôi mất khiến tôi bị hoảng loạn, mất đi một phần trí nhớ. Không ai tin được ba của cậu lại chết tức tưởi như vậy. Lúc đó tôi cũng có ý định đi tìm cậu, nhưng lại đang mang bầu Liên Nhi. Chồng tôi lúc đó cũng đang phải chiến đấu quyết liệt với các đối thủ trên thương trường, dĩ nhiên với cả bảy lửa. Thật không ngờ ba tôi lại là một trùm giang hồ. Ông dẫn dạy tôi phải sống đàng hoàng, trung thực. Ai nói cha của cậu Hồng Vũ là ông trùm giang hồ? Ông đã lập ra băng lửa thần. Không phải băng mà là nhóm. Có khác gì đâu, cũng vậy thôi mà. Khác nhau hoàn toàn. Nhóm đấu tranh lửa thần xuất phát từ vụ chiếm đất thổ cư của cư dân xóm bãi. Tuy là đất bãi bồi nhưng nó có lịch sử lâu đời, được chính quyền cấp giấy sử dụng đất.
Tôi đã từng sống ở đó. Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau là ở đó mà. Là nơi an hòa. Người dân thì tuy nghèo nhưng lương thiện, sống giàu tình cảm và thương yêu nhau. Tới khi một kẻ không ra gì lên làm phó chủ tịch chính quyền địa phương, hắn muốn chiếm đất bãi, cho nên đã thay đổi sổ sách, lợi dụng luật pháp để đuổi người dân đi. Bà cậu lúc đó vốn là một võ sư, vừa là một thầy thuốc cứu người, cho nên được dân bầu là đại diện để đấu tranh cho quyền lợi của cả xóm bãi. Tại sao mấy ông làm vậy? Tại sao mấy ông đắc tội? Bà con hãy trật tự, ai mà chống đối tôi sẽ mời lên xã đó. Thôi, không được chống đối. Tránh ra, tránh ra. Các đồng chí làm nhiệm vụ đi. Thảo nhìn lên. Bà con, không được chống đối. Tôi nói lần cuối cùng không được chống đối. Nè, nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chém tôi, chém tôi. Bà con, hãy lên tiếng. Phản đối, đã đâu? Phản đối, phản đối. Phản đối, phản đối. Sao, bình tĩnh cái gì? Hả? Có hiếp dân hả? Hả, cái gì? Không sao. Chém nó. Bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Bà con đừng có manh động. Có gì để cho pháp luật người ta giải quyết. Anh giải quyết xong chưa? Để chúng tôi tiếp tục tháo dỡ. Rồi anh cứ làm việc đi. Rồi mời các đồng chí vô tháo dỡ tiếp tục. Tránh ra, mọi người tránh ra đi. Ủa, là sao? Các đồng chí làm việc đi. Ừ, là sao? Không lẽ cứ để vậy hả? Kỳ vậy? Ừ. Ủa, phải làm gì đi chứ. Anh Vũ đã nói vậy rồi thì thôi đi. Bình tĩnh đi. Sao mà kỳ vậy? Tôi không biết nữa. Ba tôi đã thất bại một cách thảm hại. Chân lý bị tiền bạc che lấp cũng là tiền đề khai sanh ra nhóm đấu tranh vì quyền lợi của cư dân xóm bãi. Dạ. Lúc đó xóm bãi không có điện, cho nên rất thân thuộc với ngọn lửa. Vì vậy bà cậu quyết định đặt tên nhóm là Lửa Thần. Nhiệt huyết của bà cậu đã khiến nhiều thanh niên trong vùng nể phục và đi theo. Trong đó có Đại Mắt Ma, Bảy Lửa và cả Thiên Sói. Chỉ có một kẻ biến chất vì lòng tham, cho nên đã tạo ra cả một thế hệ tội ác. Cậu nói đúng lắm. Dù không đúng với tất cả mọi người, tôi chịu ơn Bảy Lửa và Thiên Sói, cho nên với tôi ít nhất họ cũng có mặt tốt. Có phải vì càng ngày càng đi xa mục đích ban đầu, cho nên ba tôi mới rời khỏi bọn họ không? Ông ấy có cơ hội để giải tán nhóm, diệt trừ mầm họa cho xã hội. Chỉ tiếc là ông ấy luôn coi nhóm Bảy Lửa là anh em đồng sanh cộng tử, không nỡ cắt đường sống của họ. Ông quyết định rời bỏ nhóm, để rồi sau này phải hối hận. Alo. Anh lại về nhà hả? Bộ anh chưa hết tự kỷ hả? Ngày mai tụi mình đi lấy lá bài thứ 6. Không phải là tối nay à? Em có việc. Vậy nha. Thank you.
Căn cứ Trăng Đen, trung tâm quyền lực của băng giang hồ sông nước sông Xà. Thế Lưỡng Long Chào Nguyệt, đó là lý do chúng căn cứ địa điểm này dưới danh nghĩa là một trang trại nuôi cá lồng. Anh ngó kỹ mấy chỗ bê tông quá kìa. Tại sao? Bảy lửa khóa chọc quê tụi này, ổng thường kêu chúng là băng hai con rồng ướt. Ông ta tách lá mười cơ làm đôi, hai con rồng ở nhà Thư Tây và cô Như Diện đều là chúng không cùng một phía mà là hướng vào nhau. Quá chính xác. Tư Tây và Sơ Anna giống nhau ở chỗ trái tim đều cô đơn. Hai trái tim ghép vô nhau thành một biểu tượng hoàn hảo, giống như số 10 và mặt trăng. Tim cô đơn là tim đen. Đen vì tình, chính là ám chỉ căn cứ Trăng Đen. Vậy là lá bài thứ bảy ở đó. Chắc chắn rồi. Tụi sông Xà dám từ chối hợp tác với băng lửa thần, vì bảy lửa đặt điều kiện rất là quá đáng. Ông ta nổi giận, dẫn quân đánh thốc vào căn cứ Trăng Đen. Độc ở chỗ có rất ít người biết về vụ tấn công sét đánh không kịp bưng tay này. Đáng nói hơn, bảy lửa chơi ngông tới mức chỉ sai người kéo thủ lãnh của băng sông Xà tát cho hai cái rồi bỏ đi. Cái tên mà Quan Khùng bán cho tụi mình với cái giá cắt cổ chính là trong lúc bảy lửa ra qua với tụi sông Xà. Gã quất xấu số đã biến mất. Một đàn em đã giải nghệ của sông Xà có nhìn thấy hắn lúi húi làm cái gì đó rất mờ ám ở phía sau khu căn cứ tiếp giáp bờ sông. Quốc đã từng giữ lá bài thứ ba, chứng tỏ là rất được bảy lửa tin tưởng trong vụ này. Ta sẽ tới đó để kiếm lá cuối cùng. Không có dễ đâu em. Đừng có lo, em đã có kế hoạch hoàn hảo rồi. Chỉ cần đêm xuống, bóng tối sẽ đi đôi với tội ác. Gì vậy? Cảnh đẹp quá. Anh dừng lại một chút đi. Vô đây. Đẹp quá. Anh tới đây. Sao mà anh cao có như ông già vậy? Cảnh đẹp như vậy mà không tận hưởng thì uổng lắm. À! Anh tới đây ngắm cảnh với em, đẹp lắm. Nếu anh không chịu tới thì em la lên đó. Không bảo em yêu anh. Em yêu anh, mặc kệ anh có yêu em hay không, em vẫn yêu anh Hồng. Linh Trúc, Linh Trúc. Lão!
Đứng trúc. Anh thấy em giỏi không? Đứng trúc. Đứng trúc. Đứng trúc. Ta điên cuồng, đồng tiền ma quái khiến ta mệt nhoài, chẳng biết ngày mai. Vì tiền mà đôi khi ta đã dối gian lọc lừa, vì tiền mà giờ đây ta đã chuốc lấy niềm đau. Tình yêu đang đến với ta vì ta hay chỉ vì tiền? Mọi người cười vui với ta vì tiền hay vì ta? Đã luôn sâu trong vùng này tội lỗi, có lẽ nào ta đã đánh mất nơi ta. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta quên đi công ơn mẹ cha. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta đã đánh rơi ra đi. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta chẳng biết ai mà nãi bè. Tiền đâu nào có lỗi, lỗi là chính ta. Con khùng thiệt đó. Chết vì đàn ông liệu có đáng không? Cô hỏi ảnh thì biết. Bữa nay ba cô đi Bình Dương giải quyết công chuyện rồi. Nếu như mà mình làm hỏng máy quay, tụi nó sẽ lo sửa và không dám báo lại cho ba cô biết đâu. Ý hay.